Alo, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài sấy lộn tay mới nhất nha các bạn. Thì cái cách sấy lộn tay này thì nó cũng đơn giản thôi. Thay vì các bạn sấy máy thì các bạn sẽ phải sấy tay trước để cho cái nếp tóc nó vô lộn, xong rồi sau đó tóc nó khô rồi các bạn sẽ lấy cây ống chải để mà các bạn chải ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để quay tay nè các bạn. Khi các bạn quay ở bên phải á, các bạn sẽ chia tóc ra. Nếu như mà tóc nó dày quá thì các bạn sẽ chia dọc. Chia dọc các bạn sẽ sấy phần trước trước. Các bạn thấy cái tay mình sấy không? Mình sẽ lấy cái ngón tay cái mình sẽ xoay. Thấy ngón tay giữa và lấy ngón tay cái mình sẽ xoay, xoay nó trước. Xoay vòng nó. Và bắt đầu mình sẽ để cái máy sấy ha, để cái máy sấy vô để mình sấy nó. Cái tay của mình đó, khi mà mình sấy mình sẽ nhớ xe cái lọn tay của mình sao cho nó tròn lọn ha. Xong rồi sau đó là mình sẽ vừa sấy và vừa hơ cái máy sấy nó cho nó nóng nóng cái tóc. Các bạn nào mà sợ bị nóng tay thì các bạn đưa cái máy sấy ra xa, đừng đưa lại gần, hoặc là bật nhiệt độ nóng số 1 thôi, đừng bật cao quá. Các bạn sấy đến khi nào mà cho cái tóc của mình nó vừa đủ khô, không mỏng quá nha các bạn, vừa đủ khô nha. Rồi các bạn cứ sấy, sấy xong rồi các bạn sẽ nâng cái ngọn tóc của nó, nâng cái ngọn tóc của nó lên. Các bạn xoay, xoay theo chiều ôm vào khuôn mặt bên trong nha các bạn. Cái hướng này là xoay bay nè, còn cái hướng mình hiện tại là bây giờ mình sấy ôm nè. Đó các bạn thấy không, lấy ngón tay cái mình xoay mình xe đó. Nhớ là mình sẽ sấy khô cái phần ở chân tóc luôn nha các bạn. Các bạn xè bè bàn tay ra, các bạn nâng cái phần chân tóc lên, các bạn sấy cho nó khô ở bên trong phần chân tóc luôn nha. Rồi các bạn sẽ quấn tiếp tục. Rồi các bạn sẽ quấn, rồi các bạn xe. Khi mà tới phần ngọn đó, các bạn nhớ nâng cái phần ngọn xe vô bên trong, rồi bắt đầu xe lên xe xuống cái phần ngọn của mình, để cho cái phần ngọn của mình nó sẽ tròn ngọn, nó sẽ không có bị lơ cái ngọn ha. Cái ngọn nó sẽ tròn luôn. Đó, các bạn thấy ngón cái của mình không? Các bạn xe sấy đến khi nào á mà các bạn thấy cái tóc của mình nó có vừa khô. Rồi các bạn sẽ bắt cái khác các bạn sấy ha. Rồi các bạn coi kỹ thuật và thao tác tay của mình nha các bạn. Mình sẽ nâng lên nâng xuống. Đó. Cái tay của mình nào có xe tròn cái ngọn vô. Nâng lên nâng xuống. Đó, xe cái ngọn. Các bạn thấy tay mình xe cái ngọn không? Các bạn phải xe tròn ngọn nha thì nó mới đẹp nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xe cái tròn cái ngọn nó đều rồi, các bạn thấy cái phần tóc của mình không? Khi mà mình sấy á, nó tròn ngọn ha. Tiếp tục thì mình sẽ bắt một cái lớp lần sau mình sấy tiếp ha. Lớp lần sau thì nó hơi dày cho nên là mình phải bắt ngang. Mình sẽ sấy ở dưới trước. Các bạn cũng sấy theo tác y chang như vậy, ôm cúp về phía khuôn mặt ha. Và sấy tròn lọn nha các bạn. Các bạn phải tập thuần thục cái tay của mình, xe lọn thuần thục cái tay của mình. Rồi, sau khi các bạn xe hết rồi, các bạn sẽ nhập lại, các bạn xe thêm một lần nữa để cho tóc mình nó thiện khô và đưa về phía trước hết nha. Nhớ là phải khô luôn cái chân tóc nha các bạn. Rồi một hồi mình sẽ lấy cái sấy chải, mình sẽ chải nó ha. Mình tạo kiểu, mình làm xong hết tất cả mọi thứ, mình sấy hết rồi hai bên rồi thì bắt đầu là mình sẽ lấy cây sấy chải, mình sẽ chải thêm một lần nữa để cho tóc nó bóng, nó mượt ha các bạn. Thì ở bên kia cũng làm phần ngược lại luôn ha, tay bên kia mình cũng sấy y chang như bên phải luôn cho các bạn. Rồi sau khi các bạn mà sấy hết hai bên rồi, các bạn bung lọn tóc ra ha, tóc vẫn đẹp ha các bạn, vẫn vô lọn, vẫn vô nếp ha, vẫn có độ quăng dọn đẹp nha. Tóc sau khi sấy tay thì vẫn bóng, tuy nó không có bóng bằng cây sấy chải nhưng mà nó vẫn bóng nha các bạn. Ok, mình đã làm xong clip và sấy lọn sau bằng tay rồi ha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau nhé. Xin chào.